Xin chào các bác nhá. Con âm ly này là âm ly hàng mạ, hàng đấu giá về. Ốc chưa mở, ốc chưa mở luôn. Dành cho bác nào thích thích những con âm ly mà nguyên bản nhất có thể từ lúc nhà sản xuất ra cho người dùng đó. Thật ra ốc mở hay không thì nó không quan trọng, bởi vì nó chả giải quyết vấn đề gì, nhưng mà cửa hàng có nào thì nói như vậy thôi. Chứ còn thật ra mở ra vệ sinh thì nó là chuyện rất bình thường. Thì có những bác mà thích kiểu hàng như vậy thì đây là một con âm ly kiểu như vậy các bác nhá. Giá bán thì cửa hàng bán với con âm ly đẹp và zin như này cũng chỉ có 4 triệu đồng thôi. Dòng âm ly rất hay của Peeler, nó là 7900 Max 7900 130W và 4 sò 2 vít, nên tiếng rất khỏe nha. Nếu so với dòng 7600, kể cả 7600 Max đôi, thì con 7900 này chất âm khỏe hơn và hay hơn. Đấy, đây là mặt dưới này. Đấy. Cửa hàng cũng quay qua các chi tiết cũng như báo giá cho anh em là chính thôi. Ở trong clip thì những cái đấy thì nó mới là cái quan trọng. Nguồn tụ zin đét luôn các bác nha. Nguồn tụ sò zin đét luôn. Ốc chưa mở nha. Ốc chưa mở lên là nó có bụi bên trong thì cửa hàng cũng chả thổi đâu. Đây. Thì thật ra nó chỉ bám một tí tí bụi ở cái tụ thôi. Nguồn vẫn vàng chóe này, tàn nhiệt này. Đấy. Bây cửa hàng sẽ đấu nhạc mời anh em nghe qua. Thì với con âm ly này, anh em nghe những đôi loa từ bát 30 trở lại rất hay. Còn những cái dòng loa Peeler mà các bác ghép với con âm ly này thì tuyệt cú mèo luôn. Hoặc những dòng loa Nhật nói chung, nó là một trong những dòng âm ly mà chơi nhạc vàng tuyệt vời. Đấy, nói với anh em hiểu. Với anh em nghe qua một chút để nó cao lên thì anh em nhìn rõ mặt tiền nhá. Đấy. Với cửa hàng Minh Audio Hà Đông thì nói với các bác đẹp là đẹp nha. Xấu thì nói xấu. Một mức giá quá tuyệt vời cho anh em chơi những thời điểm này. Con này thì anh em sử dụng thì như sau: là tôn nhạc để mức on, để sitar, bát chép, cầu loa AB. Lao lướt anh em bật xuống thì nó sẽ tăng bát, tăng chép. Đây cân loa, đây là đường vào tín hiệu nha, tiếng im vang phắc các bác nha. Đấy. Đèn tia, khi đèn tia hoạt động cả hai vế thì anh em hiểu đơn giản là cả hai loa đều chạy. Đấy là cách nhận biết với một con âm ly đèn tia hoạt động hoàn hảo, zin tuyệt đối. Xin nhắc lại anh em là giá rẻ 4 triệu giá bán tại cửa hàng nha. Mức giá rẻ đấy các bác nha. Đấu thì anh em đấu vào loa hàng trên hoặc hàng dưới tùy thích. Cửa hàng đang cắm đường tín hiệu nhạc vào đường AUX. Đấy. Cách sử dụng những mẫu âm ly này thì quá đơn giản. Anh em cắm nhạc vào đường nào anh em phải chuyển về hệ của đường đó. Những cái sản phẩm đẹp, sản phẩm chất lượng sẽ dành cho những anh em nào thích những cái con âm ly mà mang giá trị sưu tầm, tuyển chọn đẹp và nguyên bản nhất có thể như này. Đấy.